Còn lên phòng con làm gì vậy? Con có thích mì tôm thanh long không? Mẹ hỏi gì mà lạ thế? Click vào đi. Tao bảo mày click vào. Thằng này chạy nhanh vo co lo. Thằng kia đứng lại mau. Mày ăn mì tôm thanh long chưa? Sao họ lại đuổi theo mình nhỉ? Mọi người ai cũng rất kỳ lạ. Á đù, kia là rồng thanh long. Ra đây mau. Là thằng bố mày đây. Adu, Duolingo. Sao mày lại cứu tao? Tao luôn bảo vệ những người học hành chăm chỉ trên app Duolingo như mày. Mày ép nên tao mới học chứ. Tụi mày nói chuyện xong chưa? Bây giờ tao muốn đánh nhau. Ok, mày thích thì tao chiều. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.